đặc biệt mà tôi gọi là chợ quá một em ngàn năm một thỏ gọi là tái ngộ chợ quá một đây mà buổi chiều hôm nay nó khó là này khó là chúng ta được trên 70 hết có là lên đường xa ra xuống có là những bạn mà chuyển quán hồi trước giờ ở bốn phương anh Ngọc đó ở Australia cần hai chồng cần thì ở Canada hai chồng muốn thì ở New Jersey bây giờ mấy bạn khác kêu anh Thuận anh Dậu ở đây còn nha rất cảm ơn tất cả các bạn còn rất vui mừng khi gặp lại các bạn phương xa cái khó khăn là tụi mình lớn tuổi các bạn thành thử ra mỗi lần gặp là mỗi lần khó rất là quý cảm ơn anh chị Thư đã công phu rất nhiều để tổ chức cái buổi hôm nay trong lúc hoạt động mưa gió rất nhiều tôi mong rằng sao chúng mình được mong khỏe mạnh và có thể gặp nha được cảm ơn các bạn. Quan trọng hóa cái câu chuyện anh em đi chơi gặp nhau. Nhân dịp anh với Thành Ngọc ở bên Úc qua chơi, anh Hoàng Minh Cần ở bên Canada qua chơi, mà cái duyên là vì anh Ngọc với anh Cần là học cùng khóa với tôi, tụi này chơi với nhau mày tao với nhau từ hồi đi học. Tuy rằng bây giờ tôi biết anh Ngọc hơn tôi 8 tuổi rồi, tôi nói mày tao lỡ rồi. Lỡ kêu thằng luôn. Anh Hướng ở bên Nhân Chi qua, tại vì anh Ngọc với anh Cần là dân dược quán, mà vì anh Hướng nhận lời liền. Mà cho nó nhớ vậy thì kéo cả đám, nhất là ông Ngọc nữa, chưa lên còn lên bao giờ hết. Mình lên trên này thăm thầy Pháp, thì lúc lên thì rất là vui vẻ, một sự năng lắm. Nên gần tới ngày đi, cái sức khỏe anh chị Dậu trước, ho rồi, mà xã tôi bị cúm. Còn chừng 3 ngày ra đi thì tôi bị mà bây giờ mọi sự nó đã sắp xếp hết rồi bây giờ phải đi nó để lên bên này mấy ngày nữa kéo đi shopping thì chắc mấy bà mừng lắm. Hai á là ở nhà đánh bài ha. Mưa nhà đâu đi đâu rồi. Thành ra hai người gặp mình nhất là cảm ơn tất cả người khác và những cái chuyện trên này. Có cái việc là có một buổi trưa thôi mà mình gặp nhau lại. Tôi đỏ tôi gặp sư lan là không có hói đâu nha, sư lan đội làm xe xí sọt. Đúng thật mà, không kể. Cảm ơn tất cả anh, cảm ơn thầy Pháp. Còn mỗi năm mỗi lần còn có nhiều lần nữa.
Hãy subscribe.